Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên Quốc Việt Nam. Như vậy là theo thông tin mới nhất từ chính ông Nicolas thông báo, thì đến thời điểm hiện tại đã có hơn 462.000 đã được di cư sang Mainnet cho đến nay với 420 triệu bi. Với một số lượng tài khoản cực kỳ khủng lên đến 35 triệu người tiên phong, thì đây là một cuộc di cư cực kỳ lớn. Tức là đến thời điểm hiện tại, chỉ có hơn 1,32% số tài khoản đã được chuyển sang Mainnet và quá trình này vẫn đang diễn ra hàng ngày. Và tầng đợt 1 không vội vàng Và nếu tính trung bình thì với 462.000 tài khoản này Và 420 triệu .000 bi được chuyển sang Mainnet Thì mỗi người trung bình chỉ sở hữu hơn 900 bi Mà mỗi người lại khố một phần số bi của mình lại Tính trung bình là 50% Thì mỗi người trung bình chỉ sở hữu hơn 450 bi mà thôi Đây là một con số cực kỳ ít Và bi đen cực kỳ khen hiếm Và tim cũng thông báo hiện tại Chỉ có hơn một nửa tài khoản đủ điều kiện để tham gia KIC và một nửa còn lại không đủ điều kiện và Beko sẽ có những giải pháp để sàng lọc những tài khoản này chứng tỏ hiện tại chỉ có hơn 17 triệu tài khoản đủ điều kiện để được KIC vì vậy những bạn nào chưa KIC thì hãy kiểm tra lại tất cả xem các bạn liên kết Gmail, Facebook, số điện thoại tải app B Browser để tạo ví Bi Wallet hay chưa và xác minh với ngay những người chỉ biết khai thác Bi mà không có tạo với Bi thì thử hỏi KIC xong các bạn lấy gì mà chứa đựng những đồng Bi quý giá nên những tài khoản này sẽ không bao giờ đủ điều kiện để được cai xe. Bài chỉ sĩ của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về B Network. Xin chào và hẹn gặp lại.